Xin chào toàn thể các bác chơi sim trên cả nước. Hôm nay Vũ A Sim làm một cái video về những cái cây phôi mà Vũ A Sim mới cho lên chậu mọi người nhé, để giới thiệu đến mọi người cái thú chơi sim. Đây thì hôm nay lên một cái chậu, một cái bệ sim, nó cũng mình khá là ưng ý trong mắt mình thôi. Thế còn quay lên với mọi người thế nào thì mọi người cho ý kiến. 6 thân một bệ nhá. Bệ này là vanh gốc là 70. Và cho nên một cái chậu hơn 1 mét làm bonsai. Đây là những cái tác phẩm của năm tới đây. Vua Sim sẽ làm những bộ tán thật đẹp. Cố gắng chăm sóc cho nó lên tốt. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho Vũ Hoa Sim Thái Nguyên mọi người nhá. Tại vì Vũ Hoa Sim quay bằng cái điện thoại cho nên nó cũng không được hình ảnh nó không được đẹp. Nên mọi người xem thì mọi người cố gắng thông cảm nha. Đấy. Bệ dưới này vanh 70, hàng rất là quý, thân thủ đẹp. Đấy, bây giờ là chờ mỗi bộ tán nữa thôi là ok lắm rồi. Đây, những tác phẩm cho chậu mầm đã lên rất là ok nha. Đây, những tác phẩm mới trồng cây sim cổ thụ cũng khá lớn, khoảng 50. Đấy, nhưng tác phẩm này thì nói thật là chăm sóc rất là vất vả, cho nên là mọi người chơi phải lưu ý về vấn đề cây to nhé. Đây là những tác phẩm tới này sẽ là tác phẩm của Hoa Sim rất là mong chờ nó đẹp, sẽ làm cho nó những cái bộ tán thân là VIP, rất VIP các bạn nhé. Đấy. Đây. Thân thủ quá đẹp, quá đẳng cấp. Đây, cảnh rất là ok. Đây là cái phôi mới mọi người nhé. Thì nó thoát tầm khoảng hơn một hơn mét, không được mét, 80 cm. Nó có cái bộ cút, có cái bộ cút lên thì khá là ok. Đây. Khá là ok. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Vũ Hoa Sim Thái Nguyên mọi người nhé. Hôm nay khoe với mọi người những cái cây mà mình lên chậu, mà chậu trong trời nắng này luôn, mùa hè luôn mọi người nhé, không có che đậy. Đấy, trông thẳng mùa hè luôn. Đấy. Không đậy điểm gì hết. Để rèn luyện sim cho mình cho nó chất, phơi nắng luôn. Đây. Quả rất là nhiều, hoa nhiều, quả nhiều mọi người nhé. Tôi Vũ Sim kết thúc cái video ở đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Vũ Sim. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.